Em Tú xin chào mọi người nha. Anh chị nào mà mua nhà, mua đất ở Đức Hòa, Long An á mà vào năm 21, 22 á thì muốn bán lại vào năm 23 và 24 ấy mà muốn lời á thì là không thể được nha anh chị. Anh chị nào mà mua đất vào thời điểm đất đang sốt nóng vào năm 21 và 22 thì nếu mà năm 23 và năm 24 bán lại thì là chỉ có bán lỗ thôi anh chị. Tại sao em Tú nói vậy? Tại vì ấy là cái thị trường mà lúc 2021 và 22 là thị trường sốt và sốt của đỉnh điểm luôn. Còn thị trường bất động sản của năm 23 và 24 là đã đi xuống rất là dài luôn. Thậm chí nhiều người dự đoán là đáy. Thì như đất và nhà ở khu vực Đức Hòa, Long An ấy thì năm 2024 mà em Tú so với lại năm 2021 và 22 ấy thì nó sẽ xuống, nhưng mà nó xuống không những không bằng những cái vùng giới hạn như là Bình Phước và Tây Ninh thì Đức Hòa, Long An lại xuống ít hơn nhiều. Ví dụ như là năm 2024 so với 2021 ấy, thì là xuống khoảng là có nơi là xuống 30%. Những vị trí đẹp đẹp ấy, thì xuống khoảng 20% thôi. Đó là tình hình đất và nhà ở khu vực Đức Hòa, Long An nha. Nói chung là đất ở vị trí càng đẹp ấy, thì nó sẽ xuống ít hơn là vị trí ở xa, vị trí xấu mà không có dân ở nó xuống còn dữ hơn nữa. Nên bởi vậy em tôi mới nói là mua 21 và 22 ấy, thì bán vào 23, 24 thì chỉ có một con đường là lỗ. Tại vì không phải là ai ai mua cũng muốn bán lời hết á. Nhưng mà tại thì mình phải bán, đây năm nay là năm 2024 nè anh chị, thì mình phải bán tại cái thời điểm giá của 2024, mà giá 2024 là đã xuống so với lại kia là từ 30 đến 20% tùy. Chứ còn ai cũng muốn lời đúng không anh chị? Đó là em Tú chia sẻ để những anh chị mà mua 21, 22 và bán 23, 24 thì phải biết định giá được cái lô đất mình thì mới bán được, chứ còn không gửi thì một là người ta không nhận, hai á có những anh em không biết cái thị trường á thì vẫn nhận nhưng mà bán hoài không được, đó là lý do bán đất không được. Còn cái thị trường mà chẳng hạn như là 2024 cái này, còn nếu anh chị nào mà muốn muốn để lời ấy thì anh chị mà mua cái năm 21, 22 á mà không phải vay ngân hàng, không phải làm gì hết á, không phải mà nói chung là không kẹt tiền thì mình không có bán á, thì mình muốn lời á thì mình sẽ đợi một cái chu kỳ tiếp theo, một cái chu kỳ bất động sản tiếp theo thì chắc chắn sẽ lời. Còn như bây giờ năm nay là năm 2024 nè anh chị, mình nếu mình mua vào cái thời điểm mà 2023 và 2024 như năm nay nè, đó thì anh chị đã mua được giá rất là thấp rồi đó, nó nghĩa là nó qua cái đỉnh đó, thì cái tỷ lệ lời của anh chị sẽ nhiều hơn nữa. Mua lời liền hay không á là cái chuyện, hiện tại mua lời liền hay không á là vào sự mình may mắn, nếu mình mua đất ngợp á thì mình lời liền, còn mình mua giá thị trường ấy thì cũng chắc chắn cũng lời, tại vì lời hơn cái thời điểm mình mua đỉnh, thì mình mua 2024 thì mình đợi chu kỳ, hoặc là mua được ngợp thì bán ra vẫn có lời hơn nhiều so với là năm năm 21, 22. Tại vì căn bản là cái thị trường 2024 là thị trường của người 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 đi mua, trả giá và chọn những vị trí đẹp, còn mua đi mà bán lại liền á, mà biểu lời liền á thì khó. Tại khó, tại căn bản thì ai cũng muốn bán giá thị trường cả, chứ chả có ai muốn bán giá mà gọi là thấp hơn thị trường, tại vì có những trường hợp cá biệt thôi. Còn mua ở Đức Hòa mà năm 2024 á, đã là cái giá mà sốt nó qua rồi thì còn có những cơ hội sau này. Ở Đức Hòa, Long An nha anh chị, em Tú nói riêng Đức Hòa, Long An thôi. Còn có những cơ hội ở phía sau là nghĩa là gần mua được giá thấp hơn thị trường, thấp hơn thị trường 2021 và 22 rất là nhiều, đúng không? Thứ hai nữa là nếu càng về sau ấy thì cơ sở hạ tầng ở Đức Hòa, Long An của mình anh chị nó sẽ phát triển nhiều hơn nữa đó. Chẳng hạn như bây giờ này mình đang mua này là có con đường 823D đang làm, đang làm chứ chưa hoàn thành xong nha. Thì chẳng hạn như bây giờ những cái thứ mà chưa hoàn thành xong ấy thì giá nó sẽ khác. Còn chẳng hạn như bây giờ con đường 823D mà nói dài từ Bình Chánh chạy lên chạy ngang qua thị trấn Đức Hòa và lên nói dài lên lên tới Hội Nghĩa, mà khi con đường đó hiện tại đang làm nha thì giá nó khác, còn khi con đường đó đã hình thành và đưa vào hoạt động ấy
thì giá đất ở khu vực Đức Hòa, nghĩa là những cái xã mà tiếp giáp với con đường 823D á, thì nó sẽ hình thành một cái mức giá khác. Nghĩa là mình mua vào thời điểm bây giờ nó còn lời được, là khi cái con đường 823D nối dài từ Bình Chánh lên thị trấn Hồng Nghĩa thì nó hoạt động là mình còn lời được khúc đó nữa anh chị. Chưa nói thị trường nó biến động nha, chưa nói là tới chu kỳ mới nữa. Nghĩa là mình lời thêm cái mức là cơ sở hạ tầng, tại vì cơ sở hạ tầng nó chưa hình thành. Nếu những cái con đường mà nó mới mở, ví dụ như con đường đang mở rất là lớn, 823D hình thành, thì anh chị nghĩ chắc chắn nó sẽ có một cái mức giá khác. Chứ không bao giờ nó có mức giá này nữa, tại vì nó kết nối, nó thông thương cái đường thêm một đường nữa. Hiện tại là có hai đường đi về thành phố Hồ Chí Minh, đó là đường tỉnh lộ 10 và đường tỉnh lộ 824 nối dài của tỉnh lộ 9. Đó, một đường thì đi về Bình Tân, hướng Bình Tân, một đường là đi về hướng ngã ba Dầu. Bây giờ con đường 823D nó mở tiếp là nó ở giữa hai cái đoạn đường đó. Thì nó đang làm và đang làm tiến độ rất là nhanh anh chị, mà chưa đi vào, nó chưa hoàn thành nên chưa đi vào hoạt động thôi. Thì nó đi vào hoạt động nó sẽ kéo theo những cái xã như Đức Hòa Đông, Mỹ Hạnh đồ, với lại Đức Hòa Thượng, Hòa Khánh nè, rồi thị trấn Đức Hòa, thị trấn Hậu Nghĩa, nói chung ấy nó kết nối giữa cái xã tiếp giáp thành phố Hồ Chí Minh, nó kết nối lại để thêm một cái đường nữa đi đổ về thành phố Hồ Chí Minh đó. Thì là nó chưa hoạt động nên giá những cái khu đó nó chưa biến động nhiều. Đó, khi mà nó hoàn thành xong những cái gì mà mình thấy trước mắt rồi ấy, thì chắc chắn giá nó phải là cao hơn cái những cái thứ mà những nó đang mập mờ, đúng không anh chị? Không, nhưng mà cái đường 823D bây giờ đâu đã đang làm rồi mà mập mờ gì nữa, chẳng qua là nó chưa hoàn thiện thôi. Chứ nó hoàn thiện ấy, là những cái khu mà tiếp giáp với đường 823D nó hình thành một mức giá khác, đó là cái điều hiển nhiên. Nên quay lại cái câu chuyện mà mình mua năm 2024 ấy, thì mình có rất nhiều cái lợi. Thứ nhất là mua ở vùng gọi là giá rất là thấp rồi, không sợ biến động về giá nữa. Thứ hai nữa, mua từ 2014 ấy này, thì nghĩa là cái cơ sở hạ tầng đây ấy, thì nó gần hơn, nó gần hình thành hơn, nó gần xong hơn, giống như đường 823D. Và thậm chí nếu mà dân về ở có đủ điều kiện lên thành phố nữa thì là càng hay nữa, đúng không anh chị? Đó, càng lời nữa. Và giá, nếu mà so với bất động sản của những vùng chẳng hạn như lấy Đức Hòa Long An mà so với Bình Dương ấy, thì Đức Hòa Long An đang trụng giá hơn là Bình Dương rất nhiều luôn. Thì nó cũng tiếp giáp với thành phố Hồ Chí Minh. Thì quay lại câu chuyện gọi là nhiều anh chị bán mua 2021 và 2022 muốn bán ra từ kẹt tiền, hoặc là nói chung là muốn bán thì vào bán 2023 và 2024 ấy, thì không có cửa bán lời, thậm chí phải bán lỗ. Tại vì ấy, không phải là ép, không phải là môi giới ép hoặc người mua ép, mà thị trường ép anh chị. Tại vì mình mua lúc thị trường đang ở đỉnh, 2021, 2022 là ở đỉnh, còn thị trường của 23, 24 là thị trường đã xuống gần như tới đáy rồi. Đấy, thì không có kiểu nào mà mình mua thị trường nào, không có thể nào, không có kiểu nào mà gọi để đi mua bất động sản là mà bán phải có lời, không phải. Tại vì nó phụ thuộc vào thị trường. Anh chị đang ở thị trường nào thì bán thị trường đó. Ví dụ như là ở đỉnh thì mình không thoát hàng được thì chấp nhận đợi thêm một cái chu kỳ tiếp theo. Chu kỳ bất động sản tiếp theo là chắc chắn sẽ lời, tại vì chu kỳ tiếp theo nó sẽ làm thêm một mức giá mới. Còn muốn mà mình kẹt tiền hay mình làm gì đó, mình bán vào những cái năm tiếp theo mà trúng cái năm mà gọi là bất động sản đứng và tuột, thì mình phải bán giá thị trường hiện tại 2024 thôi. Mà so với 2024 thì đó, như em Tú nói đó, có những lô đất xuống tới 30% và 20% đó, thì mình cứ cái giá đó mà mình định giá cái lô đất mình đó, không cần phải cái gì hết trơn ấy. Lúc mình mua đỉnh bao nhiêu mình trừ ra bao nhiêu phần trăm đó rồi mình gửi môi giới chạy thì may ra còn bán được. Chứ còn mà nói mà mua 2021, 2022 mà để bán cho 2023, 2024 có lời ấy, là không bao giờ bán ra nổi, đâu có ai ngu đâu anh chị. Ở thị trường này ai chả biết, đúng không? Đó, nên là muốn bán, đó là thực sự em Tú chia sẻ. Định giá, cái đó là cách mà định giá dễ nhất trong thời buổi hiện tại luôn. Tại vì thì thị trường nó đang xuống như vậy mà. Còn ở thị trường mua, thị trường của 2024 là 23, 24 là thị trường của người mua. Người ta mua và người ta trả giá và ta chọn vị trí đẹp, và ta nhìn thấy những cái gì ở Đức Hòa Long An đang hình thành. Nó đang hình thành mà mua được cái giá hiện tại là mua cái giá rất là hạ so với là cái giá mà đỉnh. Đó là cái may mắn của những anh chị mà chưa xuống tiền vào cái thời điểm bất động sản đỉnh. Đó thì còn tiền mà không ngân hàng thì đây là cái may mắn và cơ hội. Đây, cái cơ hội này ấy, thì không phải ai cũng dám làm và không phải ai cũng nhìn ra được. Đó, đôi khi nhìn ra được nhưng mà không dám làm.
đó, thì không dám làm thì mất cơ hội, tại vì khi nó qua cơ hội rồi thì cuộc đời người nó không có bao nhiêu cơ hội cả anh chị đó. Cái đó là cái gọi là thị trường đáy và đỉnh. Thị trường gọi là đáy thì chả ai biết, thị trường giá cao và thị trường giá thấp. Còn cái những cái mà anh chị thấy thì hiện tại đó, thì con đường 823D đó thì nó hình thành, thì nó kéo theo bao nhiêu thứ đó. Thì anh nói là nói chung là đường đi tới đâu ấy thì đắt lên giá tới đó anh chị. Nên ấy, đừng có để nó hình thành mình mới mua. Mình đừng có chờ, mình cứ thấy bây giờ thị trường nó đang rẻ nữa, đang rẻ rồi mình chờ nó rẻ nữa, cuối cùng ấy là nó quay ngược lên ấy, là lúc đó mình trở tay không kịp anh chị. Là mình trở tay không kịp, nên ấy mình sẽ chấp nhận với một cái mức giá nào đó để mình mua, để dành và đầu tư. Đầu tư thì hễ có cái chữ đầu tư đó phải cho nó thời gian, chứ còn không có kiểu mà sáng mua chiều bán có lời. Đó là thị trường của 2021 và 2022, và thị trường đó rất nhiều anh chị đã sụp bẫy rồi đó. Và bây giờ nhắc tới những anh chị mà sụp bẫy năm 2021 2022 ấy, bây giờ nhắc tới bất động sản là đã sợ, không dám đó. Thì là câu chuyện là như vậy. Và nhiều người mua ở 21 22 và bán lỗ ở 23 24 rất là nhiều. Ta chấp nhận tại vì gồng ngân hàng không nổi, và những còn một số anh chị thì phải có cái công việc riêng để lo nữa, nên là buộc phải bán lỗ. Mà không, lỗ là không phải là bán tháo bán đổ theo thị trường, mà bán giá của thị trường là năm 2024 đó. Thì năm 2024 thì đã lỗ 20-30% so với thị trường là 21-22 đó. Nó là câu chuyện như vậy đó. Còn bây giờ mua bây giờ nhà và đất bây giờ thì đó, nhưng chị thấy đã mua được cái giá rất là khá là ok, và đã nhìn thấy được Đức Hòa Long An đang chuyển mình rất là nhiều quá. Thì bây giờ mua, càng mua về sau này mà được giá thấp á, thì cái sự thay đổi nó càng nhiều nữa, nên mình sẽ lời được một cái khúc mà Đức Hòa Long An sẽ chuyển đổi nữa, chứ không Đức Hòa Long An của 2024 nó sẽ khác cái Đức Hòa Long An 2025 2026 2027 2028. Nó càng ngày đấy thì nó sẽ ở một mức khác nhau. Thì mình mua ấy, mà mua sớm ở mức nào ấy, mà không phải đỉnh nha, không phải đỉnh ấy, thì mình mua sớm lúc cái thị trường nó đang xuống, mua sớm lúc nào là càng hay lúc đó anh chị. Tại vì càng về sau ấy thì thúc, người ta sẽ thúc đẩy kinh tế, người ta thúc đẩy cơ sở hạ tầng đó, chứ không bao giờ để mà dậm chân tại chỗ và phải đi lên, chứ không bao giờ mà dậm chân tại chỗ và đi lùi đó. Nên mình đừng có mong chờ mà cái giá nó thấp hơn nữa đó anh chị, đúng không? Tại vì nếu mà thấp hơn nữa nền kinh tế sao chịu nổi. Tại vì bất động sản á là cũng một món hàng hóa trong nền kinh tế thôi. Như anh chị để ý, kinh tế mấy năm nay đã là suy yếu rất là nhiều rồi, không có thể nào mà suy yếu nữa, làm sao mà hoạt động kinh tế rồi đời sống nhân dân các kiểu, đúng không? Đó, như anh chị thấy cái mà anh chị thấy nè, là lương đã được tăng 30% rồi đó. Anh chị coi chừng ấy, những cái thứ mà nó tăng lên ấy nó còn gấp mấy lần so với cái lương của anh chị đó, trong đó có bất động sản luôn. Nên ấy, làm video này là chia sẻ cho những anh chị nào ấy mà đang có ý tưởng đây là cơ hội hay rủi ro. Thì hãy quyết định, tại vì đời người nó chả có cái cơ hội không mấy lần đâu anh chị, không có mấy lần đâu. May mắn thì đến với người nào thì người đó nắm thôi. Thì em Tú video này cũng dài rồi, anh chị nào mà quan tâm thị trường bất động sản Đức Hòa Long An thì hãy đăng ký kênh của em Tú, để em Tú sẽ chia sẻ những video sau, thì anh chị sẽ biết nhiều hơn về thị trường bất động sản Đức Hòa Long An nha anh chị.